Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha cả nhà ơi. Thì hôm nay là nhận trộn ký cả nhà, nhận trộn ký mà hay đúng lười luôn, thiếu nợ mấy chị này quá trời, chị nào cũng nhận ký về để dành xài á cả nhà. Thì trộn cho chị Yên ở Đồng Nai 1 ký, và một chị Tuyết Trinh Facebook là Bông Lan ở ở đâu Cần Thơ cả nhà, Cần Thơ là quê em luôn cả nhà, nửa ký là tổng cộng 1 ký gử. Ký gử thì em sẽ trộn vô cái thao luôn nha cả nhà nha, trộn vô cái thao ha, trộn hũ đâu quá cả nhà, trộn vô cái thao hai chị này luôn, tại vì hai chị này cùng một cái loại da đen, mà một chị thì ngừa đòi mồi nám trên da, còn một bé kia thì một chị thì da đã có đòi mồi, nên em sẽ trộn cho hai chị này combo giống nhau ha cả nhà ha. Thì em sẽ giới thiệu nguyên liệu cho cả nhà mình xong cái bắt đầu em sẽ tháo vỏ hộp cho nó nhanh ha, tháo vỏ hộp cho nó nhanh rồi cái bắt đầu em quay cho nó lẹ ha cả nhà ha. Em sẽ quay qua nguyên liệu nha. Thì đây là nguyên liệu của mình ha cả nhà ha. Em sẽ quay nguyên liệu cho cả nhà mình xem. Là nói chung là trộn một người 1 ký, người nửa ký thì ra 1 ký rưỡi. 1 ký rưỡi nhưng mà dư thì mình để lại mình bán, tại vì em cũng không có ước lượng cái số ký được cả nhà. Em không có ước lượng được cái số ký cả nhà ơi, thì trộn ra đại thôi, dư thì mình để mình bán tiếp. Còn ví dụ như mà thiếu thì mình trộn tiếp nữa bù vô. Cái trộn tới ha. Nguyên liệu của mình là da mấy chị này thì nói chung là đen không đen mà trắng không trắng thì cũng vừa. Nhưng mà em sẽ sử dụng hai cái hũ Abutin 3C3 ha. Chút xíu ga kem mà mình can mình bỏ sao chứ cũng chưa biết là sử dụng là mấy hộp ha cả nhà nha. Chưa biết sử dụng mấy hộp, trước tiên chuẩn bị hai hộp. Trước tiên mình chuẩn bị hai hộp. Hai hộp Bạch Ngọc Liên ha cả nhà ha. Chút xíu mình sẽ bỏ 1 ký rưỡi thì sẽ bỏ nửa hộp hoặc là gần một hộp trong cái kem, rồi còn bao nhiêu mình sẽ để trên mặt. Nhưng mà mình sẽ không có để nhiều, không có để nhiều Bạch Ngọc Liên cả nhà, tại vì đã có Abutin 3C3 thì Bạch Ngọc Liên em sẽ hạn chế bớt lại để cho nó đỡ cái độ khô với cái độ tẩy trên da nhiều. Em sẽ bỏ cái Bạch Ngọc Liên này ít lại nghe cả nhà nha. Lấy hờ để đi thôi chứ chưa biết bỏ vô nhiêu nữa mọi người. Và để từ từ chứ mình không có để nha, không có để một lần một. Em sử dụng là gái Nhật một hộp ha cả nhà ha. Một hộp thì của mình gồm 12 hộp nhỏ. Một hộp lớn thì gồm 12 hộp nhỏ gái Nhật hàng chuẩn Thái nha cả nhà nha. Mấy chị này thì da có đòi mồi thì em sẽ lựa những cái dòng sản phẩm giống như là sâm ha. Đây là sâm vàng, sâm vàng này là nó có công dụng điều màu da, chị mờ thâm nám tàn nhang sạm da đó. Nói chung là em sẽ lựa những cái sản phẩm điều trị đòi mồi với lại da vàng cả nhà ha. Em sử dụng sâm vàng một lố nha cả nhà nha. Một lố thì 12 hũ. Và một cái không thể thiếu đó là xù 15g ha, xù 15g một lố ha. Đây là hàng công ty Thái Lợi 1 Thân Ngọc, có tem được các kiểu ha cả nhà ha. Xù 15g. Em sẽ sử dụng cho chị này cái AC Thái này, nó cũng vậy luôn, nó điều trị bổ sung AC Thái Ngọc Chai, nó bổ sung cái da của mình ha, phục hồi cái da của mình ha. Đây AC Thái ha cả nhà ha. Thì nói chung những cái dòng này là nó có cái tinh chất vitamin và nó phục hồi cái da, điều trị sạm nám mờ trên da, cho nên là em sẽ sử dụng những cái dòng này ha. Đó, tiếp theo nữa em sử dụng cái vết hồng UV có tia chống nắng cho mình ha. Đây là vết hồng nha, vết hồng hàng chuẩn xịn nha, chuẩn xịn hàng Thái, chuẩn xịn nha cả nhà nha, có cái độ chống nắng cho mình luôn đó. Em sẽ sử dụng tiếp đó là cái vết sâm đỏ, thì đa phần mấy cái sâm nó sẽ tốt và cái phục hồi cái da cho mình rất là nhiều, cho nên em sử dụng cái vết hồng sâm cho chị nha, để cho làm cái da nó hồng hào tự nhiên nha, cho nó dịu bớt những cái thành phần tẩy trên da. Đây là vết sâm đỏ đó, em da đòi mồi với ngừa nám rồi đó, thì em sẽ sử dụng cái này ha.
Em sử dụng nám xanh với lại nám đỏ luôn để phục hồi da cho mình ha, làm cái vết sạm nám với lại ngăn ngừa những cái đồi mồi, những cái vết đồi mồi trên da cho mình. Cái đồi mồi thì nó hết thì nó sẽ không hết hẳn cả nhà, nó chỉ giảm cho mình thôi, nó chỉ mờ giảm cho mình, nhưng mà nó ngăn lan rộng ra, giống như trên mặt mình cũng vậy, bị tàn nhang á cả nhà. Sức cái kem mà điều trị mờ nám tàn nhang, nám thì nó sẽ hết, nám mới chị sử dụng dần dần nó sẽ hết, nhưng mà tàn nhang với lại đồi mồi đồ á nó sẽ không có hết, nhưng nó chỉ mờ cho mình 50% thôi cả nhà. Nhưng mà nó sẽ ngăn ngừa lan rộng ra, nó ngăn ngừa lan, không có cho lan rộng rộng nhảy lên nhiều mụn nữa. Còn những cái nào mà nó ấy nó sẽ gom lại bớt, nó sẽ gom lại nhỏ lại bớt hay cả nhà, nhưng mà nó không có hết hẳn ha, nó làm cho mình mờ với lại ngăn chặn không có lan rộng ra ha. Đó, em sử dụng hai mấy cái nám này để điều trị cho cái tàn nhang với đồi mồi nha cả nhà nha. Rồi mình sử dụng gì nữa đây? Emon ha, Emon ha cả nhà ha. Đó thì bây giờ whitening nữa ha cả nhà ha, whitening Thái nè. Đó rồi bây giờ em sẽ bắt đầu vô lip trộn. Vô lip trộn cho nhà mình nha. Én nữa, én chống ngứa ha cả nhà ha. Em sẽ sử dụng hai tép én chống ngứa nha. Én này là én chống ngứa mờ nám nè, phục dưỡng trắng mờ nám. Sử dụng hai tép én này nha. Bây giờ em sẽ tháo nguyên liệu và bắt đầu vô cái clip trộn. Em sẽ quay một tí xíu công đoạn lột nguyên liệu cho cả nhà xem ha. Cả nhà mình xem để em thôi. Cả nhà mình nói em á là sợ cả nhà không thấy, cái cả nhà nói không biết là hàng gì, nó mất công đó. Lột nguyên liệu cho cả nhà xem một chút xíu nha. Đó, này là một lớp xanh vàng cả nhà, hai lố nha. Đó, sử dụng hết lố luôn cả nhà ơi. Lột hồi dít cho lẹ chứ không gì hết trơn á, chứ hồi vừa lột vừa dít nó lâu lắm cả nhà. Nói chung là cái da này nó đòi mồi, đòi mồi. Hai chị này thì một chị thì ngừa đòi mồi, một chị thì da bị đòi mồi, thì mình sẽ lựa những cái nguyên liệu thành phần nó bổ sung cái vitamin cung cấp cho da, với lại những cái thành phần mà ngừa nám, ngừa tàn nhang, đòi mồi, mà thâm rồi đó, phục hồi da. Nhưng mà mấy combo sử dụng bạch ngọc liên với avutin đó thì mấy chị nên nhớ là mấy cái da nhạy cảm ngứa là mình không có sử dụng được nha mấy chị nha, mình không có sử dụng được. Lại em cũng có để cái da chống ngứa cho mấy chị luôn ha, để cái chống ngứa cho mấy chị, nhưng mà sẽ pha da nhạy cảm thì sẽ pha không có mạnh, pha dừa. Còn cái da này thì nói chung là cũng chị này cũng hơi lơ, đứng tuổi thì cái da em nghĩ nó cũng lão quá nên mình chọn mạnh được rồi ha cái nhà ha. Đây là cái công đoạn bóc tách nguyên liệu xong rồi đó. Rồi em đi khui mấy cái này nữa nè, để khui mấy cái này cái ha. Em sử dụng mỗi cái lố á cả nhà. Này là gái Nhật em dít nãy giờ, nó dít cho lẹ cả nhà ơi. Chứ để mình quay nó lâu quá, clip nó dài quá. Cái này xù hết cả nhà, xù 15g. Em sử dụng mỗi cái một lố cả nhà ơi, cái lố mà không biết ra được bao nhiêu gram kem nữa, trộn ra mới biết. Dít xong rồi căng cốt rồi ra mới biết. Ví dụ như một ký cốt này là ra 2 ký, pha họ ra cái gửi tới 2 ký, gần 2 ký á cả nhà. Tại vì mình bỏ xi gum, bỏ các kiểu vô. Ví dụ như cái cốt này 1 ký thì là kem của mình ra là ước lượng khoảng được 1 ký 7, 1 ký 8 hoặc là 2 ký. Một ký cốt Thái này là nhiều lắm cả nhà, chứ không có ít đâu ha. Còn ví dụ như cái này khoảng 600-700g thì nó ra được khoảng 1 ký mấy, ký gửi cái 6. Thứ tiên là dít cái cốt trước rồi mới pha mới biết được. Này là vết xăm đỏ. Vết xăm đỏ.
cốt thái của mình nó mềm nè cả nhà thấy không, nó mềm mà nó dẻo, nó mềm nó rất là dẻo luôn, cho nên là cái chất của nó ra khác so với hàng Việt. Ví dụ như cả nhà sử dụng cái xù 15 ơi lộn, ví dụ như cả nhà sử dụng cái hộp xù 100g á, ví dụ như cái nhà sử dụng xù 100g á là 3 hộp thôi, 3 hộp 4 hộp là cả nhà được gần một hơn nữa, gần nửa ký cốt rồi. 100g 3 hộp hết là 300g rồi. 5 hộp là nửa ký cốt rồi, nó nửa ký cốt trộn ra được 1 ký. Đó mà nó có 35.000 hộp à, cái đó là hàng Việt nó có 35.000, còn này của mình là hàng Thái. Hàng Thái nó chỉ có 15 gram, nó ít kem lắm cả nhà ha. Với lại cái xù Việt á, cái thịt của nó cứng. Cái thịt của nó cứng, với lại khi mà cả nhà trộn là cả nhà phải trộn cái hũ quay nhiều. Cái hũ quay Chanin là cái hũ này nè, cả nhà đem lấy cho cả nhà xem ha. Đây là cái hũ dưỡng quay Thái. Khi mà cả nhà trộn cái xù Việt á là một hộp xù 100g là cả nhà trộn là một hũ quay đó đó. Còn cái hàng Thái của mình không có. Cái hàng Thái của mình có của thịt của nó mềm. Cho nên khi mà cả nhà mình bỏ cái hũ quay á, cả nhà chỉ bỏ được 1 2 3 muỗng thôi. Chứ cả nhà không có bỏ nhiều, 1 phần 3 hũ thôi. Tại vì sao? Bản chất cái thịt kem Thái nó mềm mà nó dẻo. Mà khi mấy chị mà bỏ cái hũ quay nhiều quá nó sẽ lợn cợn. Nó sẽ lợn cợn ha. Còn cái hàng Việt cái thịt của nó cứng. Cho nên tự nhiên nó sặc. Cho nên là mấy chị bỏ cái hũ quay bao nhiêu cũng được hết trơn á. Mấy chị bỏ cái hũ quay một một hết một hũ luôn nó cũng không có bị lợn cợn, không có bị gì hết á. Nó ngộ vậy đó cả nhà. Nó ngộ hen. Còn mà hàng Thái của mình tại vì cái chất của nó mềm cho nên là mấy chị bắt buộc bỏ cái dưỡng ít lại. Chứ bỏ nhiều là cái kem của mình nó lợn cợn. Nó ngộ vậy đó, nên là mấy chị phải hiểu cơ bản cái thịt kem trước rồi bắt đầu mình mới bỏ được, chứ mình không biết mình bỏ tùm lum á, mình bỏ nhiều quá là nó lợn cợn, nó lợn cợn là do cái dưỡng mình bỏ nhiều, mình chẳng xài bình thường cả nhà không sao hết trơn á, nhưng mà tại vì cái bản chất hàng Thái là cái thịt nó mềm vậy đó, em nói để cho mấy chị hiểu chứ không phải là gì hết á. Nhầm khi mấy chị em mua cái Thái, mấy chị chọn cái Việt xong cái mấy chị mua cái Thái về cái mấy chị quen tay mấy chị để cái hũ dưỡng hết trơn luôn, cái đó là không được. Cái hũ Việt á mấy chị để hết một hũ là nó không có xi nhê gì hết trơn, mấy chị để thêm cái hũ vitamin E thêm nữa được, nhưng mà cái này thì không được. Cái này mấy chị sử dụng 1 phần 3 hũ dưỡng thôi, hoặc là dài muỗng nè, tại vì cái thịt của nó mềm, nó khác so với cái kem kia. Mỗi cái nó có cái đặc tính khác nhau. Bởi vì không cái nào giống cái nào mà mấy chị không biết, là bởi vì mấy có nhiều chị trộn hay bị tách nước là lý do vậy đó. Lý do mình không có hiểu cái kem của nó làm sao á. Cái này là vít hồng chống nắng. Vít hồng có độ chống nắng á cả nhà. Sâm vàng. Này là sâm vàng. Mấy chị mà chọn có sâm vàng thì cái sâm vàng này mấy chị đánh kỹ xíu, tại cái thịt nó hơi nó mềm nhưng mà nó hơi cứng hơn. Emon. Emon cái thịt của nó vàng cả nhà. Thịt nó vàng ha. Vít hồng. Vết hồng chống nắng. Vết đỏ, vết xăm đỏ, vết hồng, vết xăm đỏ. Vết xăm đỏ thì trắng hồng. Có chất xăm, phục hồi da ha, nuôi dưỡng da, phục hồi da. Còn cái vết hồng này thì nó có độ chống nắng UV. Đó, này vết xăm đỏ nè. Vết xăm đỏ phục hồi da ha, trắng đẹp, phục hồi da. Mỗi cái nó có cái công dụng khác nhau, bởi vì tùy theo da mấy chị mà em lựa chọn sản phẩm phù hợp với mấy chị. Còn chị em nào mà da mình, em chỉ mấy chị hoài đó, da mình hay nhạy cảm hay ngứa hay gì đó, thì mấy chị muốn sử dụng cái sản phẩm nào á thì mình về mình thoa trước mấy chị. Mình thoa trước rồi mình bỏ vô cái cốt Thái. Cốt Thái là cái này nè. Cốt Thái là những cái phôi kem mặt này nè, mình dít ra gọi là cốt Thái, phôi cốt Thái từ phôi kem mặt hen. Rồi ví dụ như mấy cái dưỡng nè, mấy cái bạch ngọc liên, mấy cái abutin, mấy cái chất tẩy á, cả nhà muốn bỏ vô cái cốt Thái này á thì cả nhà phải xài thử trước mấy cái thành phần lạ lạ cả nhà. Mấy cái thành phần lạ lạ đó thì cả nhà muốn sử dụng, mình ham mình thích thì mình sử dụng trước riêng. Mình
tha lên da trước đi, rồi bắt đầu mình hãy vô trộn, mình sử dụng mấy cái đó riêng trước vài bữa đi, bữa với hai là biết rồi đó. Mà nó hợp với da, cái này là acetate ha, nó hợp với da mình thì mình hãy trộn, chứ chưa chân mình mua về cái mình trộn vô cái mình, nhằm khi có những cái thành phần đó làm cho cái da mình nó không hợp, nó ngứa một cái là mình bỏ hết nguyên cái mẻ này luôn, uổng lắm ha, bỏ hết nguyên cái mẻ kem mua luôn, uổng lắm cả nhà ha. Acetate đó, cho nên là mình muốn sử dụng cái sản phẩm nào mà mình cảm thấy mình thích, mình phải thoa thử trước lên da coi nó như thế nào ha, đó coi nó hợp. Bây giờ em ví dụ nha, em ví dụ như cái Albutin đi, cả nhà thấy người ta quảng cáo nó trắng nó tẩy, mình ham quá đó, về mình mua về phải không, mình khui ra ha, cái mình lấy cái Albutin này nè, mình xức thử lên da, xức thử lên da mình một bữa hoặc hai bữa đi, mình xức không gì nè cả nhà đó, một bữa hai bữa gì đó, rồi xong cái bắt đầu một hai ngày sau đi, một bữa mình thấy ừ này nó không ngứa, nó không gì hết, ok mình hãy bỏ vô trong kem ha. Hoặc là cái bạch ngọc liên đi, ví dụ như bạch ngọc liên này cũng vậy nè cả nhà, tha một buổi chiều hoặc là một ngày thôi, qua ngày hôm sau á nó có ngứa hay không là cả nhà mình biết rồi, cả nhà mình biết rồi, cái cả nhà mình hả pha vô kem ha, chứ mình chưa sử dụng, mình chưa biết cái mình pha vô lỡ nó có gì hư kem uổng lắm cả nhà, thấy không, cả thao cốt rồi đó mọi người. Đó, em cắt cái gọng đoạn dít bớt để sợ nó líp nó dài. Kem chua, kem chua loại 1 em bỏ vô 3 ống, em mới dít 2 ống cho lẹ cả nhà nè, thấy không, mới dít 2 ống rồi, ống này nó là ống thứ 3. Kem chua làm cho dưỡng trắng ha, kích trắng, kem chua con dê con cừu. Mấy chị em nhà mình ai trộn mà không biết trộn thì khi mấy chị nhận hàng xong mấy chị phan hả trộn, mấy chị inbox cho em, hoặc khi mà em có hướng, em có ghi cái nội dung ở dưới trong cái tờ bill á, lật qua phía sau hoặc là lật ở phía dưới chữ lưu ý cả nhà, là em hướng dẫn cả nhà trộn đó, thì mấy chị nhìn theo đó mấy chị trộn, hoặc là mấy chị inbox cho em hướng dẫn cho mấy chị nha, chứ để mình không biết trộn về cái nó hư. Nấm xanh, nấm xanh với nấm đỏ một hộp, ở bên trong nó có hai hũ ha, một hộp, hộp bên trong nó có, bên này nấm xanh về hàng nè mấy chị, mấy hôm nay em không có lấy nấm xanh. Hai cái này nó công dụng như nhau hả cả nhà ơi, nó công dụng như nhau, nhưng mà cái nấm xanh này á, nó có điều trị mụn. Nó ngã cái điện thoại cả nhà, chút xíu nữa là cái điện thoại nó ụp vô trong cái thao kem. Chút xíu là cái điện thoại nó ụp vô trong cái thao kem là tiêu rồi. Cái này mình để trước là 4 hộp ha, 4 hộp là 8 cặp. Để trước 4 hộp đi rồi pha xem nó có đặt hay lỏng gì đó thì mình bỏ thêm nữa. Em sẽ bỏ cái này cho chị để điều trị cái tàn nhang. Trời, cái xe nó chạy ngang cái ồn hết sức luôn á. Ồn hết sức, ồn luôn á. Lúc này không có quay trên lầu, quay trên lầu thì nó yên tĩnh cả nhà, mà trên lầu em mất công mang nguyên liệu đem lên đem xuống á, nên là em quay ngay chân chỗ này, ngay chân chỗ sọn hàng luôn nè. Em tính dọn một cái phòng ở trên cái khu ở trên lầu để mà để kem cho nó sạch sẽ, nhìn nó đẹp, mà đi lên đi xuống, lội đi lên đi xuống quải lắm, có cái gác ở trên lầu nữa cả nhà, lội mất công đi lên đi xuống giao hàng rồi này kia mất công quá, thôi em để dưới đây luôn. Ở dưới đây thì nhìn nó không có được đẹp, tại thuê cái chỗ này cái nhà nó cũng hơi cũ quá cả nhà, cái nhà nó cũng hơi cũ, nó không có được đẹp. Thuê chứa hàng á, thuê chứa hàng anh, cái nhà nhìn nó cũng hơi cũ cũ, nó bằng bằng. Rồi ngồi trên chiếc chiếu nữa nên là nhìn nó không có đẹp, không có lót gạch, nhìn nó không có sáng sủa. Bốn cặp nám là cả nhà biết bao nhiêu tiền rồi đó. Chất lượng lắm, em trộn cho mấy chị.
Thiệt luôn á cả nhà, tức ghê luôn á. Lưu lại cái clip á, tự nhiên sao lưu lại không được. Cái này là cái abutin em mới bỏ vô nha cả nhà nha. Em mới bỏ nửa hũ abutin ha. Chút xíu nữa em đánh cốt lên xong em sẽ bỏ tiếp nữa. Này em mới bỏ nửa hũ nè. Bạch Ngọc Liên cũng vậy luôn, bỏ nửa hũ Bạch Ngọc Liên ha. Đó, để bỏ thêm cho cả nhà xem nè. Này cái này là Bạch Ngọc Liên nè, tự nhiên em bấm quay á cả nhà, nó không có lưu lại được nè. Bây giờ em đi xử lý cái cốt nè cả nhà, xem cái cốt của mình chất lượng nha. Cốt này là từ phôi kem mặt không nè cả nhà, thấy không? Phôi kem mặt là abutin với Bạch Ngọc Liên. Trước tiên là abutin, Bạch Ngọc Liên và cái phôi kem mặt. Bây giờ em sẽ đi đánh cho nó mịn trước rồi em mới bỏ tiếp cho cả nhà mình xem nữa nha. Tiếp theo em sẽ đánh xử lý cái cốt nè, cái cốt thái của mình ha. Đánh cho nó mịn rồi. Ê, nó văng. Quên cái thao thì cái hũ. Chọn cái thao á, nó văng dữ lắm cả nhà ơi. Cái thao với cái tô á, văng á. Có cái hũ thì nó không văng. Hả này nó văng dữ dằn lắm. Để mai mốt em đi mua cái khố nhựa cho cái hành nó cao cao lên xuống luôn. Đánh cho cái này nó mịn thiệt là mịn ra hết cho em. Sau khi đánh cốt rồi hay cả nhà, cả nhà đánh máy máy chứ nó cũng vẫn có bị ốc trâu nè, thấy không? Khi mà trước khi đánh là mình sẽ đánh cái cốt cứng trước mới đúng. Hồi nãy em quên, em bỏ cái Bạch Ngọc Liên với Apasiba vô cái nó hơi mềm, cái nó có hộp hộp nè cả nhà. Đánh máy chứ vẫn bị hộp cả nhà ha, nè, vẫn bị hộp bình thường. Tại mình không đánh cái kem cứng nãy trước nè. Đánh nãy giờ dữ lắm luôn mà nó vẫn bị nè cả nhà. Đó, đây là cái cốt của mình chưa bỏ gì hết ha. Giờ em sẽ bỏ cái xi gum khử thâm vô cho cả nhà mình nha. Xi gum khử thâm. Có cái mẫu móc nữa cả nhà. Sẽ gâm khử thăm. Collagen cấp ẩm. Miếng collagen nha. Collagen gần hết rồi đó cả nhà. Xíu nữa em đi nữa em đặt mô tiếp. Whitening bỏ hết cái white này vô luôn, khui hộp mới, khui thêm hộp mới hết cả nhà ha. Đánh lên thử coi nó làm sao đi rồi bỏ tiếp. Đa phần mấy chị này thích thấm nên là em sẽ pha cái dũa này nhiều một xíu cho nó thấm rồi đánh lên ha. Đây là cái thao kem của mình ha cả nhà ha. Vét nó lên. Vét nó lên đi rồi đánh một lần nữa cho nó mịn thiệt là mịn. Này nó lỏng lỏng mà dẻo dẻo chứ cũng không có đặc quá, không lỏng quá cả nhà ha nè. Cái kem của mình ha. Không đặc, không lỏng, cũng không dẻo, sẽ thử coi nó thấm chưa. Tay này nãy giờ thoa mấy lớp rồi đó cả nhà. Đó, nó làm gì ngày mai nó sẽ cô đặc lại nữa cả nhà. Thấm hay nè cả nhà ơi. Thấm hay nè ha. Thấm vô da rồi nè mọi người. Thấm rồi, thấm mà mướt rồi nè. Vậy là được rồi. Cái này ngày mai nó sẽ cô đặc lại nữa cả nhà. Tại vì nó có Bạch Ngọc Liên á. Nó có Bạch Ngọc Liên thì trái kem của mình ngày mai nó sẽ đông đặc, cô đặc lại tí xíu nữa. Rồi khi em để vô trong hộp cho cả nhà, em sẽ bỏ Bạch Ngọc Liên lên trên nữa. Để khi mấy chị về, mấy chị xài, mấy chị trộn lên nha. Trộn lên. Còn chị em nào mà mình mua cái combo mà có Bạch Ngọc Liên mà nó hơi khô á, trộn nó hơi khô á, cả nhà để dưỡng vô cũng được. Hoặc là khi mà cả nhà cảm thấy nó mạnh quá, cái da mình xài nó mạnh quá, thì cả nhà có thể bỏ thêm lotion, sữa dưỡng thể gì đó các kiểu thêm cho nó loãng cái kem mình ra bớt ha.
Tại nhiều khi bạch ngọc liên nó mạnh mà cái da mình nó mỏng đó, mình xài nó không hợp á, nó thì mới chỉ pha cho nó lỏng ra đều được hết ha cả nhà ha. Đó là chất kem của mình. Đó chất kem của mình. Rồi bây giờ em sẽ vô hộp ha. Xong rồi cả nhà ơi, bây giờ em sẽ đi vô hũ. Vô hũ ha. Chất kem nó dẻo nè cả nhà. Nó dẻo vừa xài vừa thấm lắm. Vậy em sẽ vô hũ cho chị ha. Vô hũ cho mấy chị này. Để ngày mai giao, mãi giao cho mấy chị lay quay chứ cũng tới khuya nữa cả nhà, lay quay cũng 3-4 giờ nữa cả nhà. Tại em chưa có gói, em chưa có bóc áp, chưa có gì hết, giờ em phải đi vô hộp nó mới vừa trộn xong. Bởi vì quải quá cả nhà ơi, trộn với quải. Rồi đây là combo VIP kết hợp giữa bạch ngọc liên và 3C3 với lại cốt thái nha cả nhà nha. Dưỡng serum khử thâm ha, là những thành phần xịn sò không à. Cho nên chị em nào muốn xài thì cứ mua một hộp nhỏ dùng thử. Chị em nào da có vấn đề thì nói với em sẽ trộn theo da của mấy chị. Còn nếu như mà da mấy chị bình thường thì em sẽ trộn mạnh để cho nó mau lên tông. Còn khi mà mấy chị mua về á, mấy chị thấy nó mạnh quá, mình sức lên, mình cảm thấy là cái da mình nó mạnh so với cái kem, thì mấy chị có thể bỏ dưỡng thể lưu sành, dưỡng thể lưu sành hoặc là whitening, vitamin E các kiểu, mình sẽ bỏ thêm cho nó lỏng cái kem ra, đơn giản vậy thôi cả nhà. Tại do mình bỏ xịn sò mấy cái bạch ngọc liên nhiều quá thì cả nhà có thể pha bỏ lỏng nó ra thì mình vẫn xài bình thường ha cả nhà ha. Rồi nha, em xin kết thúc clip để em đi vô họp cả nhà ơi, vô họp cho chị ha. Chào tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi tối ngủ thật là ngon giấc. Cái clip này hơi dài, để em coi lại up được không được chắc em sẽ cắt bớt đó cả nhà, cắt bớt tại nó thấy nó dài quá. Chào tạm biệt cả nhà nha.